Quý vị, mời quý vị đến với phần tin thế giới của bản tin Cà phê Sài Gòn. Chứng quán châu Á trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 2 đã ngập sắc xanh, một phần là nương vào tác động tích cực từ phố Wall đêm trước. Trung Quốc là thị trường duy nhất có kết quả kém lạc quan trong phiên này vì những e ngại liên quan đến kinh tế trong nước. Khép phiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm tốt nhất, đạt 2,28%, Kospi của Hàn Quốc tăng 1,32%, asx 200 của Úc tăng 2,25%, Shanghai của Trung Quốc giảm 0,16% trong phiên này. Những số liệu kinh tế mới được công bố khiến chỉ số Shanghai tại Trung Quốc trở thành chỉ số duy nhất đi ngược đà tăng của châu Á vào phiên hôm nay. Theo đó, lạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu tiếp tục nằm ở mức thấp hơn kỳ vọng, bất chấp sức tiêu thụ mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. CPI tháng 1 của nước này chỉ giảm còn 1,8%. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất PPI cũng giảm mạnh đến hơn 5% trong tháng vừa qua, càng làm tăng áp lực thường nguồn cung hàng hóa sản xuất trong nước. Trái ngược với sắc đỏ bao trùm sàn Thượng Hải, chứng khoán Úc lại cho thấy một phiên giao dịch tích cực nhờ vào lực đẩy của giá dầu nổi bật là nhóm cổ phiếu năng lượng với Santos, Inbest và Woodside Petroleum đều giữ được sắc xanh. Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu đã tăng tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 2, bất chấp tác động từ những dự kiện kinh tế kém lạc quan vừa được công bố. Bộ Tài chính Nhật Bản trước đó cũng cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 11 năm 2016 của nước này giảm lần lượt là 12,9% và 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc cũng giảm đến gần 18%. Mặc dù vậy, sắc xanh vẫn bao trùm hầu hết các chỉ số trong phiên này. Trong khi đó, sự mạnh lên của đồng yên đối với đô la Mỹ vẫn không cản được đà tăng điểm khác của các nhóm nhà xuất khẩu chủ lực. Cổ phiếu của Toyota, Honda và Sony tăng lần lượt 1,71, 2,54 và 3,55%. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa phá giá đồng tiền và tăng trợ giá xăng dầu trong nỗ lực cứu nền kinh tế nước này thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, phe đối lập vẫn ra sức chỉ trích rằng động thái đó là chưa đủ. Những biện pháp giúp vực dậy giá dầu cộng với mô hình kinh tế tập trung đang khiến Venezuela rơi vào suy thoái trầm trọng, làm phát ba con số và thiếu hụt sản phẩm thường xuyên. Trong động thái mới của mình, ông Maduro đã phá giá 37% đồng Bolivar. Theo đó, tỷ giá hiện nay là 10 bolivar đổi 1 đô la Mỹ so với mức 6,3 bolivar đổi 1 đô la Mỹ trước đó. Chúng tôi sẽ nâng lên thành 10 bolivar 1 đô la và động thái này nhằm bảo vệ hệ thống y tế, thực phẩm của người dân như là sứ mệnh của chúng tôi. Những cái cách này có nguy cơ làm bùng phát thêm tình trạng lạm phát đã ở mức 3 con số, còn hàng triệu người dân thì phải chật vật kiếm sống. Thêm vào đó, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội, được xem là dịp để phe đối lập trút giận lên đảng cầm quyền. Nhiều chỉ trích cho rằng chỉ có từ bỏ mô hình kinh tế tập trung đã tồn tại 13 năm nay kể từ thời của cố tổng thống Hugo Chavez thì mới có thể giải quyết được những vấn đề hiện nay của Venezuela. Ngân hàng Trung ương Mexico vừa bất ngờ nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản ở mức 3,75% giữa lúc chính phủ đang chủ trương cắt giảm chi tiêu. Ngân hàng Trung ương nước này cũng can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối khi bán đô la ra để hỗ trợ cho đồng peso vốn đang mất giá kể từ vài tuần nay. Bộ trưởng tài chính Mexico cho biết chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu ngân sách trong năm 2016 ở mức 7,23 tỷ đô la, chiếm khoảng 0,7% GDP. nền kinh tế Mexico đã giảm tốc trong bối cảnh nhu cầu tại Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu của nước này không ổn định và giá dầu giảm sâu tác động đến ngành sản xuất dầu khí, trong khi chi tiêu công thì vẫn ở mức cao. Mexico đã cam kết thả nổi tỷ giá và luôn cố gắng tránh các biện pháp can thiệp trực tiếp vào thị trường như một số nền kinh tế mới nổi khác hay sử dụng. Ủy ban tiền tệ nước này trong tháng trước đã khẳng định sẽ bán đô la ra thị trường lên đến 400 triệu đô la một ngày nếu đồng peso giảm mạnh. Ngân hàng Trung ương Mexico đã bán ra cho đến nay hơn 28 tỷ đô la kể từ tháng 12 năm 2014. Viện Hàng Lâm Khoa học và Kịch nghệ Mỹ vừa để đơn kiện một công ty đang quảng cáo những túi quà tặng tự sản xuất trên danh nghĩa túi quà chính thức của lễ trao giải Oscar. Những túi quà Oscar thường được dùng để tặng cho các nghệ sĩ đến biểu diễn và trao giải tại sự kiện điện ảnh nổi tiếng này. Tuy nhiên, không ít công ty đã ăn theo túi quà này nhằm mục đích quảng cáo cho công ty mình. Một phiếu phẫu thuật thẩm mỹ, một phiếu liệu pháp tẩy trắng da, một chuyến đi nghỉ mát 10 ngày tại Israel. Đó chỉ là một vài dịch vụ đi kèm với túi quà trị giá đến 200.000 đô la Mỹ mà công ty Distinctive Assets hứa sẽ trao tặng cho các nghệ sĩ đến tham dự lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 28 tháng 2 tới đây. Viện Hàng Lâm Khoa học và Kịch nghệ Mỹ đã lên tiếng bác bỏ bất cứ liên quan nào đến những món quà tặng này. Và thứ ba, viện này đã đệ đơn kiện lên công ty Distinctive Assets vì quảng cáo những túi quà này là quà tặng chính thức của ban tổ chức lễ trao giải Oscar. Hiện luật sư đại diện của công ty trên vẫn chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ kiện này. Những túi quà tặng vốn là một vấn đề làm đau đầu những nhà tổ chức lễ trao giải Oscar trong những năm qua. Vào năm 2007, Viện phải ngừng trao tặng túi quà cho các nghệ sĩ đến biểu diễn và trao giải Oscar sau khi túi quà tặng được các quan chức ngành thuế của Mỹ để mắc tới. Trong đơn kiện của Viện Hàng Lâm Khoa học và Kịch nghệ Mỹ, ông Les Ferry, chủ công ty Distinctive Assets, bị cáo buộc là lừa dối công chúng bằng cách sử dụng thương hiệu độc quyền của giải Oscar nhằm tạo mối liên kết giữa công ty này với sự kiện điện ảnh nổi tiếng thế giới. Viện cũng yêu cầu tòa án liên bang phải ngăn chặn Distinctive Assets sử dụng thương hiệu Oscar và đòi bồi thường tổn thất với giá trị gấp 3 lần lợi nhuận của công ty, cũng như thanh toán chi phí pháp lý liên quan đến vụ kiện. Các cơ quan y tế của Brazil đang lên kế hoạch nuôi cá bảy màu để diệt lăng quăng trong một nỗ lực để kiểm soát dịch Zika. Kế hoạch này là sự phối hợp giữa quân đội và các cơ quan y tế tại Brazil. Nước này nhấn mạnh lợi ích của việc nuôi cá bảy màu khi biện pháp này có thể áp dụng cho những khu vực khó tiếp cận và là một hình thức diệt mũi bền vững. Chúng ta có thể nuôi cá bảy màu ở những khu vực lớn, những nơi có thể xử lý mũi. Loài cá này sẽ vừa diệt lăng quăng vừa sinh sản ở đó. Trước đây, cá bảy màu đã được dùng như một biện pháp tự nhiên để ngăn chặn những dịch bệnh do mũi gây ra tại nhiều nơi trên thế giới như bệnh sốt rét tại Ấn Độ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ cần 56 triệu đô la Mỹ để đối phó với dịch Zika cho tới tháng 6 năm nay, khi virus này đã được phát hiện tại 39 quốc gia. Virus Zika truyền qua mũi bị nghi ngờ là có liên quan đến dị tật teo não ở trẻ sơ sinh tại các nước Mỹ Latin. Tuy nhiên giới khoa học cho rằng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn về mối liên hệ này. Thưa quý vị, sau nhiều tuần im lặng thì một cặp vợ chồng ở bang Nam Florida đã đính nhận một phần giải thưởng xổ số, số Powerball trị giá 1,5 tỷ đô la mà họ đã trúng giải hồi tháng trước. Cặp vợ chồng ông bà David Smith và Maureen Smith cho biết họ không thể tin được khi những con số hiện ra và họ đã trúng giải hơn 528 triệu đô la. Tôi đi làm lúc đó chừng 6 giờ sáng, tôi kiểm tra vé và mọi con số đều khớp. Tôi lên mạng xem lại một lần nữa rồi viết dãy số ra. Chúng tôi thật sự không thể tin được. Hết xem TV rồi lại lên mạng kiểm tra đi, kiểm tra lại. Bà Smith đã mua tờ vé số tại một cửa hàng tạp hóa thuộc bãi biển Melbourne Beach Public. Khi người ta thông báo series vé số thuộc khu vực Public Melbourne Beach, chúng tôi đã nói mình sẽ trúng lớn đây. Cả hai đã giữ bí mật của họ, ngay cả bạn thân và họ hàng cũng không hề biết, cho đến khi họ hoàn tất các thủ tục pháp lý và có một tư vấn tài chính. Cặp vợ chồng này cho biết họ cảm thấy lo lắng khi đến nhận giải vì sợ sẽ mất đi sự riêng tư, họ cũng không biết rõ sẽ tiêu tiền vào đâu. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ chi tiêu cho việc gia đình, chúng tôi nghĩ rất nhiều về điều đó, rất căng thẳng, chúng tôi thật sự không biết và vẫn đang suy nghĩ đến điều đó. Ông Carl Smith là một kỹ sư tại công ty Northrop Grumman. Ông cho biết sau khi trở thành triệu phú thì sẽ nghỉ hưu. <laughs> Thỏa thuận đóng băng sản lượng là kết quả của cuộc họp kín giữa các đại gia dầu mỏ, bao gồm Nga, Ả Rập Saudi, Qatar và Venezuela. Iran vắng mặt trong cuộc họp này để ngỏ khả năng tham gia vào thỏa thuận mới đạt được của các nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Dù muộn, nhưng đây vẫn được xem là động thái tích cực của các nước xuất khẩu dầu mỏ nhằm đạt được nỗ lực hồi phục giá dầu toàn cầu. Thỏa thuận đóng băng sang lượng dầu mà chúng ta đạt được hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên, trước khi tiến hành thẩm định trong nhiều tháng tiếp theo và quyết định xem sẽ cần làm thêm điều gì để giúp bình ổn và cải thiện thị trường dầu toàn cầu. Ông Ali El Nami cũng bày tỏ kỳ vọng nhận được sự ủng hộ các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác trên thế giới. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành đàm phán với các nước nằm trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, gồm cả Iran và Iraq. Dù muộn, nhưng cuộc họp tại Doha vẫn được xem là động thái tích cực của các nước xuất khẩu dầu mỏ, nhằm tạo đồng bẫy cho giá dầu sau 18 tháng lao dốc và chạm đáy dưới 30 đô la Mỹ một thùng trong hơn một thập kỷ qua.